Xin chào mọi người. Trong buổi hôm nay chúng ta tiếp tục với học render nội thất. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách render sản phẩm để quảng cáo hoặc là marketing với phương pháp chiếu sáng 3 điểm 3 point light. Phương pháp này thì thường được áp dụng trong nhiếp ảnh và quay phim. Vậy phương pháp 3 point light là gì? Mọi người vào Google và gõ 3 point light. Thì đây, bấm vào cái hình này. Ở đây là object, là đối tượng của chúng ta. 3 point light có nghĩa là chúng ta sử dụng 3 nguồn sáng để chiếu sáng đối tượng. Ở đây thứ nhất là có key light, tức là nguồn ánh sáng chính. Nguồn ánh sáng chính sẽ có cường độ lớn nhất trong 3 nguồn sáng và nó sẽ tạo với đối tượng một góc từ 25 đến 45 độ. Tại sao như vậy? Từ 25 đến 45 độ thì cái nguồn sáng nó sẽ chiếu xuyên vào đối tượng. Còn nếu lớn hơn 45 độ thì khi đó nguồn sáng nó sẽ chiếu thẳng trực tiếp vào đối tượng. Như vậy sẽ không đẹp. Và ánh sáng thứ hai có tên là fill light. Ánh sáng fill light cũng tạo với đối tượng một góc 25 đến 45 độ nhưng đối xứng với cái đèn key light qua bên này. Chiếu vào. Cái ánh sáng fill light này nó sẽ khắc phục những cái điểm tối ở bên này mà ánh sáng key light không chiếu tới được bên này. Và cái nguồn sáng thứ ba là backlight. Thì ánh sáng backlight nó chiếu ra, nó chiếu từ phía sau đối tượng để nó tách biệt đối tượng với cái phông nền phía sau này. Thường thường sau này chúng ta sẽ có một cái phông nền hoặc một cái tường gì đó. Về cường độ thì ánh sáng key light là lớn nhất. Ánh sáng fill light và backlight sẽ bằng khoảng 1/3 đến 1/4 cường độ của ánh sáng key light. Đó là khái niệm. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng để chiếu sáng cái ghế này. Phân tích một chút, ở đây mình có cái sàn và cái tường đây. Đây mình đặt một cái scene. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn hướng của ánh sáng key light. Ví dụ đây mình sẽ chọn ánh sáng key light chiếu từ phải qua trái. Đây mình sẽ vẽ một cái đèn rectangle qua. Mình đặt tên là ánh sáng chính. Ở đây mình sẽ ẩn cái đèn đi và tắt chế độ ảnh hưởng tới vật liệu. Trước khi render thì mình sẽ bật kênh Light Mix lên. Chúng ta sẽ render thử để xem ánh sáng như thế nào rồi. Chúng ta phân tích. Ở đây có ánh sáng chính và ánh sáng môi trường. Khi render đối tượng thì chúng ta sẽ vào cài đặt và chúng ta bỏ background đi. Background chính là ánh sáng môi trường. Ánh sáng môi trường là gì mình sẽ giải thích lại.
Khi chúng ta bật ánh sáng môi trường thì môi trường xung quanh nó sẽ sáng lên. Đây. Còn khi chúng ta tắt bỏ ánh sáng môi trường thì không gian xung quanh nó sẽ tối lại và nó chỉ sáng những chỗ mà chúng ta đặt đèn thôi. Chúng ta sẽ tắt bỏ ánh sáng môi trường và sử dụng ánh sáng nhân tạo để chúng ta chiếu sáng sản phẩm. Tiếp theo mình sẽ đặt đèn Fill Light. Bên này là ánh sáng chính. Bây giờ mình sẽ đặt ánh sáng phụ để nó chiếu sáng vào những chỗ mà ánh sáng chính không thể chiếu tới được. Cái chỗ tối bên này là những chỗ mà ánh sáng chính không thể chiếu tới được. Do vậy chúng ta sẽ đặt cái đèn Fill Light để nó chiếu sáng vào đây. Chúng ta phải ẩn đèn đi và tắt ảnh hưởng tới vật liệu. Ở đây ánh sáng chính mình đặt cường độ là 50 và ánh sáng phụ thì mình đặt là 15. Thì giá trị này nó bằng khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 4 của ánh sáng chính. Mình sẽ tắt ánh sáng rectangle đi. Mình sẽ bật lại ánh sáng chính. Chỗ này nó bị tối. Bật ánh sáng phụ lên. Nó đã khắc phục được cái chỗ tối này. Chúng ta có thể điều chỉnh cường độ lên một chút. Và cuối cùng chúng ta sẽ đặt ánh sáng backlight ở phía sau để nó tách đối tượng ra khỏi phông nền. Về cường độ, mình sẽ để bằng cường độ của ánh sáng phụ. Chúng ta ẩn đèn đi.
Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách để tạo ra phương pháp chiếu sáng 3 điểm. Và mọi người phải lưu ý là cái ánh sáng chính nó phải đủ lớn để cái bóng của đối tượng nó đi theo cái hướng của ánh sáng chính. Đây mọi người nhìn cái bóng này. Nó đi theo hướng của ánh sáng chính. Chúng ta có thể tăng ánh sáng chính lên một chút nữa. Thì đối với phương pháp 3 điểm này thì render ra sản phẩm chắc chắn nó không thể xấu được rồi. Đẹp hay không thì do mọi người đặt nguồn sáng. Còn theo phương pháp này thì sản phẩm render nó không thể xấu được. Đây mình tắt ánh sáng phụ và backlight đi mọi người xem này. Nó sẽ rất là tối. Do vậy nó không tôn được cái sản phẩm của mình lên. Chúng ta có thể giảm backlight xuống một chút. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thiết lập ánh sáng cho một số phòng khách và phòng bếp. Hôm trước chúng ta đã làm phòng với cách C rồi.